Trong suốt thời gian vừa qua thì Nguyễn Trân nhận rất là nhiều câu hỏi của các bạn và khách hàng ở xa. Thì có hỏi bên mình là trong thời gian khi sử dụng sản phẩm serum thảo dược tái tạo để điều trị cho tất cả các bệnh lý về da thì có nên sử dụng kết hợp thêm sản phẩm tinh chất dưỡng trong quá trình điều trị hay không? Thì hôm nay thì mình cũng trả lời luôn câu hỏi này. Rồi, có thể sử dụng trong quá trình khi sử dụng sản phẩm tái tạo để điều trị, nhưng sử dụng trong cái tình trạng da nào và trường hợp nào và giai đoạn nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình. Đối với cái tình trạng da, thứ nhất thuộc tiết da khô, nám, tàn nhang thì sau cái thời gian mà peel bóc tách và trong cái giai đoạn mà khi da bắt đầu có biểu hiện bong da thì mình vẫn có thể kết hợp liên kết với những cái dòng sản phẩm tinh chất dưỡng để đưa vào để nuôi dưỡng tế bào, những cái tế bào mới và những đặc biệt là những cái tế bào mà vừa bong ra, những cái tế bào chết đó là mình sẽ liên kết vào để phục hồi làn da. Và cái trường hợp tiếp theo là cái trường hợp đối với những cái làn da thuộc tiếp da mỏng, da nhạy cảm thì mình sẽ sử dụng. Rồi, tiếp theo cái trường hợp nào là mình không nên sử dụng, đó là đối với cái tình trạng da thuộc tiếp da nhờn và mụn viêm, mụn ẩn, là giai đoạn này là mình sẽ không kết hợp sản phẩm dưỡng trong cái tình trạng da này. Nhưng mà cái giai đoạn nào thì mình nên kết hợp? Thứ nhất là mình sẽ nói về cái bệnh lý về da mụn và sẹo rỗ. Thì thuộc tiếp da nhờn thì bản chất của cái làn da của mình thì khi mà mình làn da của mình nó tiết ra cái lượng nhờn mà lúc này mình kết hợp vào thì nó sẽ gây ra tình trạng bít tắc. Thì khi nào mà trong quá trình mà mình tái tạo điều trị cho đến hết cái tình trạng bị mụn đó thì lúc này mình sẽ kết hợp sản phẩm dưỡng vào để xử lý cái giai đoạn bị thâm mụn và cái những cái vết sẹo rỗ mà để lại những cái tình trạng thâm đó thì mình sẽ sử dụng. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là đối với tình trạng thuộc tiết da khô, nám, tàn nhang thì mình phải sử dụng ngay trong cái thời gian đó cho đến kết thúc liệu trình. Và còn đối với những cái sản phẩm nào để có thể lồng ghép và đưa kết hợp cùng với cái sản phẩm serum tái tạo trong thời gian điều trị thì nó còn phải phụ thuộc vào cái bệnh lý của khách hàng. Và những cái sản phẩm nào bôi theo cái thời gian nào và cái giai đoạn như thế nào thì cái này thì chắc là tất cả các chị em và các bạn mình cần phải liên hệ đến người bán và người hướng dẫn để điều trị cho mình, để họ xem và họ lên cái phác đồ cho mình dùng những cái sản phẩm dưỡng nào để nó phù hợp. Và đặc biệt là bôi trong cái giai đoạn nào và từng giai đoạn nào thì cái này nó rất là quan trọng, nên chị em mình cần phải được tư vấn kỹ hơn. Rồi, cảm ơn tất cả các câu hỏi của các bạn đã gửi đến cho Nguyễn Trân. Rồi, chị em nào mình còn những cái câu hỏi nào thì hãy để lại comment. Bên mình sẽ làm video trả lời cho tất cả các bạn mình nha.